chế độ ăn bu quai. Nhà bác học hóa sinh Johanna Bu Quai người Đức 7 lần được được đề cử giải Nobel đã đưa ra liệu pháp này. Bà nghiên cứu các axit béo thiết yếu EFA trong dầu ăn được sản xuất công nghiệp. Các nhà sản xuất đã thay đổi thành phần hóa học của các loại dầu để kéo dài hạn sử dụng. Bà đã chỉ ra rằng những thay đổi này là những chất béo hydro hóa cứng bám dính vào màng tế bào khiến tế bào lạc sai chức năng. Những chất béo hydro hóa này làm tắt điện trường của các tế bào khiến chúng dễ mắc các bệnh mãn tính và không cứu chữa được gì. Men oxidase có lợi bị phá hủy bởi nhiệt độ hoặc luộc chín. Bà chứng minh sự vắng mặt các chất béo thiết yếu không bảo hòa với chức năng sinh ra oxidase dẫn đến ung thư tăng trưởng và nhiều rối loạn mãn tính khác. Ung thư không phải là do quá nhiều tế bào tăng trưởng mà là do sự tăng trưởng tế bào bị lỗi như phân chia tế bào, gây ra bởi sự kết hợp quá nhiều chất béo hydro hóa và quá ít chất béo lành mạnh ở màng tế bào. Trong chất béo lành mạnh có một đám mây electron quan trọng cho phép nó liên kết với oxy. Những chất béo oxy hóa lành mạnh có khả năng liên kết với protein và trong quá trình xử lý trở nên hòa tan được trong nước. Tính chất hòa tan này rất cần thiết cho tất cả các quá trình tăng trưởng, phục hồi tổn thương tế bào, tái tạo tế bào, các chức năng thần kinh và não bộ, chức năng thần kinh cảm giác và phát triển năng lượng. Quá trình sản xuất năng lượng tế bào dựa trên sự chuyển hóa lipid. Hydro hóa phá hủy đám mây electron quan trọng và kết quả là những chất béo hydro hóa không liên kết được với oxy hoặc protein. Những chất béo hydro hóa này sẽ cản trở lưu thông, gây tổn hại tim, ức chế tái tạo tế bào và cản trở dòng chảy tự do của máu và bạch huyết. Do đó không nên ăn bơ chế biến hoặc các loại thức ăn chiên vì cả hai đều chứa các chất béo hydro hóa này. Trong những năm 1950, bác sĩ Bu Quai đã nghiên cứu mẫu máu hàng ngàn bệnh nhân nặng và so với mẫu máu những người khỏe mạnh. Bà nhận ra máu bệnh nhân ung thư bị thiếu hụt một số thành phần thiết yếu quan trọng bao gồm cả phosphatase và lipoprotein. Bà cho rằng sự thiếu hụt các thành phần này làm gia tăng nhanh chóng các tế bào ung thư. Bà thấy trong máu của bệnh nhân ung thư có một chất màu xanh vàng mà khi thay thế chất này đi thì khối u bắt đầu co bé lại. Khi các yếu tố xanh vàng trong máu được thay bằng tế bào hồng cầu khỏe mạnh thì các lipoprotein và phosphatase bất ngờ xuất hiện trở lại. Sau đó bà phát hiện ra ăn một hỗn hợp hai loại truyền hình cực phẩm thay thế lipoprotein và phosphatase sẽ làm cho máu khỏe mạnh trở lại. Hai chất béo lành mạnh này, acid linoleic (LA), chất béo omega 6 và acid alpha linolenic (ALA), chất béo omega 3. Sức khỏe tốt đòi hỏi tỷ lệ thích hợp của hai chất béo này. Tỷ lệ lý tưởng là 2 giờ một phút. Rau quả và các loại hạt như ngô, hoa rung, hạt bông, đậu phộng, đậu nành chứa omega 6 cao nhất. Cá biển như cá hồi, cá ngừ và cá thu và một số loại hạt như hạt lanh chứa chất béo omega 3 cao nhất. Bà tin rằng bệnh mãn tính là do thiếu omega 3 và omega 6. Chúng có thể liên kết được với oxy và protein. Khi được hấp thụ vào thành tế bào, chúng kéo oxy vào trong tế bào. Và khi liên kết với protein gốc lưu huỳnh, chúng trở nên hòa tan trong nước. Đây cơ sở hình thành chế độ ăn Bu Quai. Trong cuốn sách Oxygen Therapy, liệu pháp oxy, ECMAC cây bị giết hồng cầu dẫn chuyển oxy đến tế bào qua các mạch máu, tại đó chúng giải phóng oxy vào huyết tương. Oxy giải phóng này được hút vào các tế bào bởi cộng hưởng của các axit béo. Bản thân oxy không thể tự nó vào trong tế bào được nếu không có các axit béo. Protein giàu lưu huỳnh có trong các loạt hạt như hành, hẹ, tỏi, đặc biệt có trong phô mát không kem và sữa chua. Dầu hạt lanh tốt nhất phải mới nguyên, ép lạnh, sạch, lỏng, ướp lạnh và chưa tinh chế. Trong chế độ ăn của bệnh nhân ung thư nên có dầu hạt lanh trộn phô mát không kem. Tỷ lệ một có phô mát không kem với 2-3 muỗng dầu hạt lanh trộn đều để vài phút để omega 3 tan trong dầu có thể tan trong nước. Hoặc xay hạt lanh tươi rồi bổ sung thêm vào hỗn hợp trên. Bill Henderson đã dùng chế độ ăn Bu Quai điều trị hơn 1.000 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Và ông đã viết hai cuốn bích tinh cancer gen tư lý, nhẹ nhàng đánh bại ung thư và cancer free thoát khỏi ung thư. Nếu chọn chế độ ăn này, bạn nên đọc hai cuốn sách của ông. Phác đồ của ông gồm một số đặc tính rất tiên tiến khiến nó trở thành một trong những liệu pháp điều trị ung thư hiệu nghiệm nhất hiện nay. Ông tập trung vào chế độ ăn uống chống ung thư nghiêm ngặt, một trong những lý do mà rất nhiều người đã được chữa khỏi bằng cách điều trị của ông. Bất cứ ai chọn phác đồ Bu Quai nên sử dụng phác đồ Bill Henderson. Chú ý, nếu theo phác đồ này thì không được dùng Protocell, không dùng bất kỳ sản phẩm nào từ chuối popo hoặc mãng cầu sim vì các quả này làm giảm ATP, giảm hiệu quả của chế độ ăn này.